Rồi, chị Thanh cùng với Quỳnh Thoa xin nghe đến với lớp trích đoạn được mang tên Khi rừng thu thay lá, xin mời vị cùng thưởng thức. Trà Hoa Ly. Trăng im im, anh còn lời nào nói với em nữa hay không? Còn nói gì thêm nữa Ly ơi. Rồi đánh kiểu qua sẽ sắp đến điểm hạnh phúc rồi sẽ quên dần bao kỷ niệm ngày xưa. Xin nhìn biết trong ý biết đừng đi đừng đi đừng gây chia. Phước giang dưới chân đồi trong nhịp bước dù muốn dù không thì cũng xin dính biệt nhau rồi gió trà qua lý được ấm bên bạn phúc cho tôi nói tiếp đoạn thuyền gió núi thường bay nhìn những giọt nước mắt nắng dài trong má tôi biết lòng lỗi lầm chỉ cả Ly ơi
tôi sẽ đứng trên bồ quần đã nhỏ mắt về nơi mình mù xa đôi chừng nơi ôm mình cầm xương sáng nhớ thương ai giờ thương ai mà ai sẽ cầm hồ cây thuốc bên nhau còn gì đâu thương lắm em ơi tình ta đang ngày giờ đang kia mãi duyên tình ta đôi ta nhớ nhung chi nhiều yêu thương còn gì làm khổ đau thôi thà đang kia mãi thôi ai yêu sầu cho anh. Cảm ơn rất nhiều.